Tập 39. Tôi sẽ giúp anh đi thuyết phục Cố Hiểu Vi. À không, tôi với Thẩm Vũ cùng nhau hạ gục yêu nghiệt Cố Hiểu Vi. Đúng vậy, cậu ta câu ai vậy chứ? Cái gì mà trong lòng rối bời, sợ đối danh không tốt? Toàn là lừa ma, lừa quỷ mà thôi. Cậu ta là muốn ức hiếp người thật thà như anh. Anh nói đi. À, lão Chu à, nói thật, đây đều là ức hiếp người thật thà, trêu ghẹo ông bướm bên ngoài. Chỉ cần không tổn thương sâu nặng, đều không biết điểm dừng. Phụ nữ đều như vậy. Này, phụ nữ đều như vậy là thế nào hả? Em đừng có so đo. Anh mới so đo đó. Kìa, chúng ta đang thảo luận về vấn đề của Cố Hiểu Vi mà. Em suy nghĩ cái gì chứ? Ai bảo anh nói móc em? Ức hiếp người thật thà, trêu ghẹo ông bướm bên ngoài là có ý gì? Để lộ bộ mặt đen tối trong nội tâm của anh rồi phải không? Anh đen tối sao? Anh đã nhượng bộ cho Qua Dĩ Lâm, mời đến nhà dạy kèm rồi, anh còn đen tối sao? Quá ra là anh làm trái lòng mình. Kìa, nhưng mà đi uống say sợ em bắt bẻ nên mới cố ý lấy lòng đúng không? Em còn tưởng là thật, em còn vô cùng cảm động. Trên đời này không có người đàn ông nào giả tạo hơn anh đâu. Em đừng hiểu lầm ý tốt của người khác. Lớn vậy rồi sao còn không biết tốt xấu vậy? Em không biết tốt xấu là ai ở trước mặt vợ mình nắm tay cô gái khác không buông. Anh ấm ức thì mượn Cố Hiểu Vi để mắng em. Em ấm ức thì tìm ai nói đây? Anh nói đi. Đừng, hai người đừng cãi nhau. Không sao lão Chu, không sao, anh cứ ngồi đi. Hai chúng tôi sẽ không cãi nhau. Anh xem một người đàn ông như tôi mà đi lải nhải với một người phụ nữ sao? Ai đang lải nhải? Chúng ta bình tĩnh lại. Bây giờ em là vừa ăn cướp vừa la làng. Tại sao anh lại chấp nhận? Bởi vì anh không muốn so đo tính toán với em. Trong lòng em nghĩ gì trong lòng em tự biết. Thẩm Vũ, giờ em có dám vỗ ngực nói chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, người ở trong lòng em luôn là anh chứ không phải là Qua Dĩ Lâm. Ngụy Minh à, Ngụy Minh, anh muốn trở mặt với em đúng không? Bao nhiêu năm qua em sinh con cho anh, em chăm lo nhà cửa anh, đối xử với em như vậy, anh có còn là con người không? Thẩm Vũ, em đừng giỡn trò này với anh. Đó là con của anh, em cứ muốn nó phát triển theo hướng của ai vậy? Em muốn nó hoàn thành giấc mơ của ai vậy? Không phải là không hoàn thành được, mà là không tỉnh lại được. Đến lúc già rồi em cũng không hiểu đâu. Ngụy Minh, anh đúng là một tên khốn. Đổ tội cho vợ mình sướng lắm đúng không? Em nói anh biết, em là vì Qua Dĩ Lâm đó. Chúng ta đều tiếc nuối vì quá khứ. Em và Cố Hiểu Vi, hai bọn em, cả hai bọn em, hai bọn em đều như vậy đó. Thì thế nào hả? Chịu hay không thì tùy. Cố Hiểu Vi, Cố Hiểu Vi, ai vậy? Chu tổng, theo anh đi về. Lão Chu, anh làm sao vậy? Tôi trở mặt rồi, tôi trở mặt rồi. Cô ấy nghĩ tôi không giống ân nhân, cô ấy sợ. Được, hôm nay tôi đổi bộ mặt khác. Ông đây bây giờ là tên khốn. Theo anh đi về, rời khỏi đây. Đừng hòng trốn ở đây nằm mơ giữa ban ngày. Em không trốn được, em là của anh. Chu Thiết Tứ, em nói cho anh biết, em muốn như thế nào thì chỉ có em quyết định được. Không ai được phép ép uổng em. Đừng lấy ngón tay chỉ anh. Anh uống say rồi thì không có giới hạn đâu. Anh Chu Thiết Tứ, anh sẽ bất chấp tất cả. Anh chịu đựng đủ rồi, ông đây phải đánh liều. Lão Chu, anh đang giở chứng với em phải không? Nhắm vào em đi. Cố Hiểu Vi này giở chứng từ nhỏ tới lớn, em sợ anh sao?
Cố tổng, Hiểu Vi, em làm gì vậy? Hôm nay em sẽ nói thẳng luôn, nếu ai dám ép em, em sẽ bắt kẻ đó hối hận. Hiểu Vi, Hiểu Vi, Hiểu Vi, Cố tổng, Hiểu Vi, Cố tổng, Hiểu Vi, Cố tổng, Hiểu Vi, Hiểu Vi à? Tôi uống rượu, tôi uống rượu lái xe. Tôi uống rượu lái xe, các anh có quản không? Đều tại tôi, đều tại tôi. Tôi không biết quá giải chuyện của con gái, chỉ biết gây thêm loạn. Cái khúc mắt chỉ to bằng hạt bè, mấy đứa cứ phóng đại ra nói có muốn sống với nhau nữa không? Phụ nữ lên cơn là muốn đàn ông ôm họ. Tôi với Dĩ Lâm sắp khuyên được cô ấy trở về, kết quả anh tới quấy phá. Theo miêu tả, anh không phải tính cách này. Một cái tay không vỗ thành tiếng. Nếu quan tâm cảm nhận của đối phương, không gây được chuyện như vậy. Chuyện giặt giánh trong cuộc sống mà cứ theo đuổi bản chất tư tưởng, vậy khác nào đi quá giới hạn. Trong quan hệ tình cảm, có những thứ rất mong manh, đốt là cháy ngay, không thể dựng lửa lên được. Ai là kẻ địch? Không có ai hết, chỉ là những chuyện không thể nói rõ trong lòng. Dù anh có kim chung tráo, thiết bố sam, đâm trúng rồi đều phải thua. Đến mức đây rồi cậu cũng không bỏ đi, chứng tỏ cậu đã tỉnh ngộ rồi. Lý do nổi trên bề mặt đều không phải bản chất xung đột của tình cảm. Bị giam 15 ngày, em đã suy nghĩ 15 ngày. Kết quả em quyết định, em chắc chắn điều em sợ chính là điều này. Em sợ sau khi em xác định xong một mối tình, nỗi niềm trong lòng vẫn không có nơi gửi gắm, vẫn suy tính thiệt hơn, cuối cùng làm phiền anh. Anh cũng sẽ thay đổi theo. Cũng giống như Ngụy Minh đối với Thẩm Vũ, ban đầu cực kỳ yêu thương, cuối cùng tính toán chia ly. Lần này em thấy rất an ủi. Anh đã ở lại, không đi. Đã có người đặt tranh của anh, tại sao anh phải đi? Đúng vậy. Cầm cọ vẽ lên, ước mơ chỉ cách một bước. Có lý do gì phải từ bỏ chứ? Chấp nhận lẫn nhau, hạnh phúc chỉ ở trong một bước. Có lý do gì từ bỏ chứ? Sự
Anh nhớ như lời cô nói năm đó, một người chưa buông súng chứng tỏ người đó không yêu bản thân mình. Một người không yêu bản thân mình sao có thể thật sự đi yêu người khác chứ? Cô đã sai. Một người chưa buông súng là vì anh ta quá yêu bản thân. Người yêu bản thân quá nhạy cảm, quá quan tâm, sợ tổn thương không chạm vào được, luôn muốn vẻ hoàn hảo trong một lần từ chối chỉnh sửa, mù quáng chôn chặt trong cảm xúc của mình, không quan tâm cảm nhận của người khác. Không được phê bình hàm vũ như vậy. Chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau, hãy làm tấm gương của đối phương. Tại sao? Anh đã quở trách em như vậy rồi, em vẫn không nổi nóng. Nhưng bà lão Chu lên cơn say thì em, bởi vì em yêu anh ấy, vẫn chưa đủ yêu. Không kiên nể gì là do đã quen, nên quên mất để tâm. Anh không cần phủi sạch quan hệ, không liên quan tới anh. Anh có biết em và Thẩm Vũ? Anh biết. Anh không bay lên được, hai người sẽ không thể nào hạ cánh. Cho nên lần này anh không đi. Anh không đi là vì anh biết đây chỉ là một nguyện vọng mà thôi. Cho nên anh không tin tình cảm bao nhiêu năm nay của em và lão Chu, Thẩm Vũ và Ngụy Binh lại mỏng manh như vậy. Được được. Nào, anh xem, cả buổi tối tôi còn chưa nói được 20%. Không phải nói khoác đâu, Thẩm Vũ, Cố Hiểu Vi, hai người bạn này của tôi chắc chắn là một bộ phim. Cô xem người khác đầu tư phim truyền hình đều là ghi lại cuộc đời của mình, nhưng mà em gái đây ghi lại câu chuyện của bạn mình, tôi chưa từng gặp qua. Cho nên tôi vừa gặp cô đã biết chắc là người hợp duyên. Tôi thích nhất là hợp tác với người hợp duyên. Chuyện của cô tôi nhận. Tiền thù lao tôi giảm 20% cho cô. Tiền thù lao nghĩa là sao? Cô đúng là người ngoài ngành. Đầu tư quay phim, chi phí đầu tiên là thù lao của biên kịch. Cô nghĩ xem, kịch bản gốc rễ bộ phim, không có kịch bản làm sao được. Nhưng mà tôi đâu nói sẽ đầu tư quay phim. Vậy cô đi tìm tôi khắp QQ, Weibo. Chẳng phải cô bảo nhờ tôi viết truyện sao? Cô không có gì hết sao? Thầy Trương, anh không cảm thấy trải nghiệm sống của hai người bạn này của tôi là một bộ phim rất hay sao? Tôi nói cô nghe, từ khi tôi làm biên kịch, mỗi năm đều có hơn 20 quán phụ tìm tôi. Câu chuyện hầu như đều giống nhau, tình tiết chẳng qua chỉ có 3 điểm: khổ, hèn, số phận bất công. Hơn nữa thời đại hòa bình như bây giờ, phụ nữ có khổ thì khổ tới đâu được. Nếu như ở hiện tại cảm thấy không vui vẻ, ai lại ngứa đòn chứ? Đột nhiên hiểu ra đây là ngứa đòn, lại cảm thấy số phận bất công. Cô xem mấy chuyện này đi đâu nói lý. Cho nên tôi nói cô nghe, cuộc sống không nặng nề, chỉ do có quá nhiều người không thông suốt. Làm ơn đi, không có tiền dư để phung phí thì đừng mắc thêm cái bệnh tự luyến. Cuộc thi vẽ tranh di động cúp Hoa Kỳ này, tác phẩm Phạm Băng Băng Đậu Đỏ Khoai Môn của bạn Ngụy Bắc Phàm giành được giải sáng tạo hay nhất, giành được vinh dự cho lớp và trường chúng ta, tăng thêm niềm vui cho gia đình và tập thể. Chúng ta hãy dùng trà pháo tây nồng nhiệt chúc mừng bạn ấy lần nữa.
được. Bác Phạm về chỗ ngồi đi. Các em vẽ gì vậy? Đóa hoa, lá cây. Cái này thì sao? Non nước, người. Cậu thuê căn nhà này phải không? Người đêm khuya ở trong phòng với em ấy là cậu phải không? Chứng cứ không chỉ có vậy Ngụy Minh. Đây rõ ràng có người chơi tôi. Đúng là có người ở sau giở trò. Vô đi. Thiệu trưởng Phương, anh tìm tôi. Giám đốc Ngụy. Giám đốc Ngụy, do áp lực công việc trong thời gian dài nên xuất hiện một số triệu chứng bệnh lý trầm cảm nặng, cho nên cần nghỉ phép một thời gian để điều dưỡng. Trong thời gian cậu ấy nghỉ phép, những công việc cần xử lý của khoa văn nghệ sẽ do phó giám đốc thay thế. Dạ được. Cứ như vậy, như là vị trí giám đốc sao? Bây giờ anh không thể đưa ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch, chỉ đành chấp nhận. Quá bẩn thỉu, quá xấu xa. Em xem trường học bé xíu này mà cũng đấu đá nhau. Anh không có chút hứng thú gì với vị trí giám đốc. Anh xấu hổ khi nhận chức này, không thấy uất ức sao? Thẩm Vũ, bây giờ bên ngoài tin tức ầm ĩ, chúng ta không được tùy tiện lộ diện, dễ là kẻ nhu nhược. Ngụy Minh, nói một câu thật lòng, anh có trong sạch hay không, em thực sự không biết. Em chỉ biết bây giờ có người bắt nạt chồng em. Bắt nạt chồng em là bắt nạt em. Kẻ thù đã tuyên chiến rồi. Bây giờ em chỉ đành chọn tin anh. Bởi vì chúng ta phải nghênh chiến. Hiểu không? Mười quy định quốc gia, tám quy định quốc gia đều là muốn ép giá nhà. Tình thế rất khó khăn cho nên tôi quyết định kế hoạch mua đất năm nay của công ty chấm dứt toàn bộ, tập trung vốn vào việc chuyển đổi doanh nghiệp. Tại sao chứ? Bây giờ ai mua đất thì người đó kiếm tiền. Chúng ta rút lui, khác nào nhường cơ hội cho người cùng ngành làm việc của mình. Cần chi dòm ngó người ta lời lũ. Người khác mua đất kiếm tiền mặt, chúng ta lại tốn tiền đi nghiên cứu. Anh không nghĩ là quá bảo thủ sao? Hiểu Vi, có thể nhìn xa hơn một chút không? Được, em tầm nhìn hạn hẹp. Không biết năm 2008 là ai khuyên anh đưa ra quyết sách kéo anh về con đường thênh thang này. Bây giờ khác lúc xưa cố tổng, hãy có chút tin tức là anh lại bắt đầu run rẩy. Em thấy anh già thật rồi. Anh già rồi là do chờ ai chứ? Cho nên em nói gì cũng không nghe phải không? Cô tổng à, cuộc họp tập thể chúng ta không cãi chuyện riêng được không? Tôi nói gì anh ấy cũng phản đối. Anh ấy công tư sao? Trong lòng anh ấy trách tôi nên cái gì cũng chống đối tôi. Đừng nghĩ như vậy. Đặt ra quyết sách phải cho phép thảo luận từ nhiều hướng khác nhau. Lão Chu, lão Chu, lão Chu à, cô xem lão Chu.
Lão Chu, sao anh càng nhiều tuổi lại càng không tiết chế? Sao lại như vậy? Toàn là nói nhăng nói cuội, đang thảo luận vấn đề lại làm phức tạp lên. Cô ấy muốn làm gì? Anh không phải cho người ta có ý kiến khác chứ? Ai nói gì cô ấy cũng thấy phiền. Do tôi sao cho cô ấy mà cô ấy cứ như vậy? Lão Chu, nhưng mà sao tôi thấy hai người như vậy càng ngày càng giống vợ chồng rồi. Đừng có nhắc chuyện không đâu. Anh xem Lão Từ, anh thấy đúng không? Đúng. Anh nghĩ xem, người như thế nào mới có thái độ này chứ? Quan hệ vợ chồng mới có. Ở bên ngoài, anh là người đàn ông tốt, tính, giàu có, với là người phụ nữ quyến rũ thu hút. Ở bên nhau rồi thì anh chê tôi không tốt, tôi chê anh sai, tranh cãi, nói khích nhau. Người ta có đánh nhau cỡ nào thì cũng không chia tay được. Chúng tôi đã chia tay rồi. Thôi đủ rồi, hai người như vậy mà là chia tay sao? Năm ngoái hai người gọi là dở chứng với nhau, năm nay hai người trở thành đồ khốn thật rồi. Cãi nhau là không phân nơi chốn, không né già trẻ. Khốn nạn, đúng chưa? Cực kỳ khốn nạn, cực kỳ khốn nạn. Anh như vậy mà gọi là chia tay sao? Anh nhìn cặp đôi người ta chia tay đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái cậu kia tên gì? Qua Dĩ Lâm. Đúng rồi, Qua Dĩ Lâm. Nói về đẹp trai, đủ đẹp trai. Nói về quá khứ đúng là sao xuyến triền miên. Nếu nói về tài năng, người ta là họa sĩ trẻ thành công thần tốc. Đối thủ mạnh như vậy ở bên anh. Hiểu gì của chúng ta tối buổi nào cũng về chung cư độc thân của cô ấy mà. Ngủ một mình cả đêm, sáng hôm sau như được bơm máu vậy. Về công ty đấu võ mồm với anh, quan hệ thế nào mới có tình cảm mặt dày mày dạn được như vậy? Quan hệ vợ chồng chứ gì. Anh gọi điện không nói rõ ràng. Em còn tưởng anh sẽ sai người khác đi chứ. Chị làm cá nhân của anh, sai người khác mà được sao? Sao không nghe máy vậy? Có gì nói sao đi, em hẹn người khác, đang định đi hông gió đây. Dẫn em đi hông gió, không được nói không. Về nhà đi. Đã qua tuổi chơi bời rồi, cần gì giả bộ chứ. Ngụy Minh, ở nhà không có người ngoài. Con nói xem, con với đồng nghiệp nữ đó là thế nào? Nếu con nói không có, ba mẹ có tin không? Tài liệu đó và tấm hình đó với lại cô gái đó cũng một mực khẳng định. Người ta đã khẳng định rồi mà. Còn có thái độ này thật là. Làm quan rồi có thể làm chuyện bất chính sao? Không giấu được, bị người ta tố giác, bị người ta kiện, còn bày ra dáng vẻ dửng dưng như không có chuyện gì. Mà nói con này làm gì? Tôi nói sai sao? Tôi nói sai chỗ nào? Tiểu Vũ sinh con nuôi con, mọi việc trong nhà nó đều ôm hết vào mình, không ngại vất vả.
Cũng chẳng phải là nó muốn ở bên ngoài một lòng một dạ lo cho sự nghiệp sao? Kết quả thế nào? Sảnh rỗi lại đi làm chuyện trăng qua. Ông xem Tiểu Vũ có bị oan không? Nó có chạnh lòng không chứ? Đây. Được rồi, đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Chồng của con dám nổi cơn ghen lên cơn say rượu, dám viết thư tình nếu kéo tuổi thanh xuân. Nếu bắt anh ấy làm thật, anh ấy sẽ hoảng sợ ngay. Được rồi, nên đón con thì đón, nên nấu cơm thì nấu cơm. Đừng có thấy tin đồn thì mắt sáng rỡ. Đi làm đi. Hiệu trưởng Phương, anh cho tôi xem thử thư tố cáo có được không? Sao mà được chứ? Đang đầu sóng ngọn gió, trong sáng ngoài tối đều đang dòm ngó, kẻo gắn thêm tội danh bao che dị tình cho tôi. Hiệu trưởng Phương, hai anh đã bị đồn đồng tính rồi, dị tình thì cứ dị tình đi, nếu như có ích thì còn được. Thẩm Vũ, tôi nói cho cô biết, người viết thư tố cáo nặc danh đó hiển nhiên có chuẩn bị từ trước, là một người hay một nhóm người còn chưa biết. Kế đến còn trò gì nữa không chúng ta cũng không biết. Đang lúc này ngộ nhỡ tôi còn có gì bất trắc, ai có thể che chở cho Ngụy Minh nhà cô? Hiệu trưởng Phương, lẽ nào anh cũng cho rằng chuyện này là thật sao? Bản thân Ngụy Minh cũng đâu nói tiếng nào như vậy là không đường lui, hay là không có dũng khí? Tôi nói một câu khó nghe, chuyện của đàn ông gặp phải, phụ nữ đừng có xen vào, càng xen vào thì càng rối. Tôi còn cách nào chứ? Cho dù anh ấy khốn nạn cỡ nào, anh ấy cũng là chồng của tôi. Là văn phòng trường đến tìm em trước. Trên thư nặc danh viết rõ ràng, em không chối được. Chống đối phạt nặng, nhận tội khoan hồng. Em chỉ là một sinh viên, em còn đang chờ tấm bằng này. Còn nhớ năm nhất không? Lúc đó em lên mạng tiết lộ chuyện giữa thầy Ngụy và chồng cũ của tôi, khiến cho cả trường xôn xao. Lúc đó tôi đã đối xử với em thế nào? Em không thể nào có chút lương tâm sao? Chuyện này có quan hệ lưu xích với nhau sao? Được, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Họ đã cho em lợi lộc gì? Ai chứ? Người chỉ thị em. Đừng nói hai người không phải một bọn. Em một bọn với ai chứ? Cách chức thầy Ngụy có lợi ích gì cho em? Cô đổ oan người khác. Tôi chỉ muốn biết bao nhiêu tiền lại khiến em không biết liêm sĩ, bán đứng nhân phẩm của mình, bán đứng lòng tự trọng của mình. Đây chính là đàn ông, đây chính là đàn ông các anh. Thẩm Vũ vì đại nghĩa không phân thị phi, bỏ cả sự diện, nhưng mà Ngụy Minh vẫn bày ra vẻ có thù với Hoa Dĩ Lâm. Phụ nữ làm cái gì cũng vì đàn ông, nhưng mà đàn ông thì sao? Đàn ông các anh trước giờ đều không thấu hiểu sự hy sinh của phụ nữ. Bây giờ đang thảo luận việc chuyển hình của công ty, em kể chuyện cái gì? Ý kiến rõ ràng rồi, em không đồng ý. Em kể câu chuyện này là muốn cảnh cáo người nào đó, đừng vì bị phản đối mà cố ý nghĩ sai dụng ý của em, làm to chuyện lên. Nhìn đi, hợp kiểu gì nữa? Chu Thiết Tứ, anh có thái độ gì? Em gì ai chứ? Em là gì ai? Em lời thật mất lòng bị người ta ghét gì ai chứ? Em chỉ có chút cổ phần. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao anh không làm những chuyện mình sành sỏi chứ? Anh sợ chính sách điều chỉnh có sức sát thương. Em còn sợ nghiên cứu bảo vệ môi trường sẽ lỗ hết sạch vốn. Kỹ thuật mới là con dao hai lưỡi, làm không tốt sẽ là động không đấy. Những bài học này chưa gặp qua sao? Em đã chứng kiến lúc anh hai bàn tay trắng như thế nào? Còn trách em, trách em bắt anh chờ tới già, hỏi anh ở nhà rảnh rỗi tưới cây trồng hoa là do ai ở bên cạnh anh chứ? Lúc anh sa sút lại không rời bỏ anh còn trách em. Anh trách em.
ở trước mặt nhà chồng kể khổ. Thật giống vợ chồng. Vợ chồng là thế nào? Lúc nổi nóng còn dám đâm cả chỗ hiểm. Đâm đau cỡ nào cũng là da thô thịt cứng, không tổn thương gân cốt, đó mới là vợ chồng. Em và Thẩm Vũ cùng cố gắng, nhưng mà anh cũng không được ở trước mặt mọi người trách mắng em. Đám biên kịch sa sút đó, em còn tiếp đãi họ như nhân vật lớn, đúng là quá ngu muội mà. Anh không trách em, mắng em thì trách mắng ai đây? Vợ chồng là thế nào? Anh cho em làm càng, em mới dám nhảy sông vì anh. Em dở chứng với anh chiều em muôn phần, đó mới gọi là vợ chồng. Anh học hỏi ở Chu Tổng, Chu Thiết Tứ đi. Thật không ngờ triển lãm tranh lại tổ chức náo nhiệt như vậy. Nghĩ lại ông chủ Hoàng thì bắt cười. Anh xem anh ta gặp ai cũng nói ước mơ. Bận rộn gì đâu, đỡ mày đỡ mặt mà. Ai cũng nói ngoài công ty chúng ta không ai coi trọng Qua Dĩ Lâm. Kết quả tác phẩm lên ấn phẩm Hoa Kỳ lập tức nổi tiếng. Đúng rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ đến chứ. Hôm qua hẹn xong rồi, ngày đầu tiên triển lãm nhiều việc, chắc là trước lúc đóng cửa anh ấy cũng không đi được. Bây giờ dám tỏ thái độ, dám mắng người, không cần em nữa đúng không? Anh có tin là hôm nay em đã lên kế hoạch trước? Em đảm bảo trong ngoài căn nhà này đều có bất ngờ. Chờ một lát. Vê, Vê Linh à. Alo, Dĩ Lâm. Cái gì? Anh không đến được sao? Được được, anh làm việc đi. Bây giờ là người nổi tiếng rồi. Xếp ổn thỏa rồi, tới lúc thực hiện. Tới lúc thực hiện anh ta lại cho mày leo cây. Anh ta là cái thá gì chứ? Không đến thì không đến, hai chúng ta cũng được mà. Không phải đã lên kế hoạch rồi, xong xuôi hết rồi, đến lúc thực hiện. Đến lúc thực hiện anh ấy lại thay đổi. Anh nghĩ xem em có bực không, có khó chịu không? Nếu đã xong xuôi rồi thì đừng có bị cậu ta ảnh hưởng. Anh ấy rất quan trọng với chúng ta. Cậu ta rất quan trọng với chúng ta là cái gì? Em vốn là định ở dưới ánh đèn lãng mạn, em nắm tay của Hoa Dĩ Lâm nói với anh. Anh ấy bay lên rồi, em hạ cánh rồi. Anh ấy vẫn độc thân nhưng mà em vẫn mặc dày bày dạn bám theo anh. Cho nên anh cứ việc yên tâm nghe lời em. Cố Hiểu Vi trước giờ đều đúng, có cần thiết không? Giữa anh và em còn cần Hoa Dĩ Lâm chứng minh điều gì? Không phải chứng minh. Em mong có người qua đây chứng kiến. Hiểu Vi, nếu em nghĩ anh có sự nghi ngờ về hai người, vậy em quá yếu đuối rồi. Anh nói cái gì? Em là em, anh là anh. Em cần sự khẳng định, còn anh vẫn như vậy. Anh không yếu đuối như em. Anh biết em muốn anh ấy chứng kiến điều gì không? Điều gì? Em muốn cầu hôn anh. Em muốn có một người quan trọng để chứng kiến giây phút quan trọng này. Hiểu Vi à, Hiểu Vi. Hiểu Vi khoan đã, anh xin lỗi.
Em nghe anh nói đi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em coi như thấy bộ mặt thật của anh rồi. Anh chống đối em đủ điều. Dù gì cũng chướng mắt em, anh là kìm nén một già tiểu nhân của mình gây khó dễ em. Em nghe anh nói đi, không phải vì em nghĩ anh và Nguyễn Minh đúng là cá bè một lứa. Khác biệt chính là anh còn giả tạo hơn anh ta. Anh không có, anh không có cái gì. Em đừng giận. Tuyệt đối đừng giận. Đừng giận mà. Vẫn là một ngày tốt đẹp. Em phải tin anh. Cũng có mặt lãnh mạn. Chờ anh. Chờ anh một lát. Chờ đi. Cảm ơn. Sự việc là như vậy. Anh ấy giải thích không rõ ràng. Em cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Em chỉ cảm thấy chuyện này, nếu anh ấy bị du oan, em còn đối địch với anh ấy và anh ấy rất đáng thương. Em thực sự chín chắn hơn trước kia rất nhiều. Cũng do có tấm gương như anh. Hôn nhân, đấu tranh, bê bối tình dục, hình như đều là chuyện tất yếu. Nói thật lòng, em cảm thấy anh ấy nhu nhược. Anh nghĩ xem, người ta gặp chuyện này ít nhiều cũng làm ầm lên anh ấy thì hay rồi. Không nói một tiếng cũng không cho em ra mặt. Cho dù không có lợi ích, nhưng mà cũng chứng minh lập trường rõ ràng của mình. Chuyện này không có bất cứ tiến triển nào sao? Nói trắng ra, em chính là người đàn bà đanh đá, bắn mỏ làm loạn. Nghĩ lại, những chiêu này đều không phải cách. Chỉ là em tự chuốc lấy nhục. Em không biết em bây giờ nên dùng sức vào đâu. Bây giờ em hết đường xoay sở rồi. Tôi với lão Chu không được rồi. Chơi trò tình cảm lãng mạn cuối cùng đều hỏng hết. Ông trời xem xong cũng chướng mắt. Cô muốn kết hôn với anh ta sao? Nhìn trạng thái thì đâu có giống. Một người độc thân như anh hiểu cái gì? Em nói anh biết, lão Chu trước đây như người cha vậy, chuyện gì cũng dung túng. Nhưng mà quan trọng anh ấy đâu phải là ba của em. Anh ấy không nên như vậy. Cho nên tôi luôn xem anh ấy như là ân nhân, cứ sợ thiệt thòi mắc nợ anh ấy. Từ sau một lần anh ấy lên cơn với tôi, có lẽ là anh ấy tìm được khoái cảm, hở một chút là lại giận dỗi. Nhưng mà đến cuối, trong lòng của tôi ngược lại ngày càng thấy yên tâm hơn. Tôi vẫn nên độc thân tiếp thôi. Nuôi một người phụ nữ quá tốn công sức. Nhưng mà trong lòng tôi lại có hơi nhát. Anh nghĩ trạng thái của anh ấy không còn thương xót tôi nữa. Có phải là anh ấy bây giờ đã bỏ mặc tôi rồi không? Cho nên cô đòi kéo theo Tiểu Hoa cầu hôn với cô sao? Lão Chú ít như cũng để tâm mà. Tôi muốn để anh ấy cũng được yên tâm. Ở trước mặt anh Tỏa đừng có làm bộ. Cả năm nay cô thực sự an phận, không làm gì với cậu ta sao? Lão Chúa trên cao, tôi dám sao? Anh Tỏa, đến rồi. Uống gì nào? Uống nước là được. Xin lỗi nha Hiểu Vi, hôm qua đừng có giải thích. Anh biết em muốn làm gì không mà cho em leo cây? Cho dù chúng ta không có gian tình, anh cũng phải coi trọng hai chữ nghĩa khí chứ. Hiểu Vi, anh chỉ cảm thấy đây là
chuyện giữa em và lão Chu. Hóa ra là anh cố ý đúng không?